gì đây nhỉ? Đuôi dài thế. Ui, mình sẽ bắt con này làm thú cưng mới được. Đi thật nhẹ nhàng thôi các cậu ơi, không nó phát hiện ra đấy. Wow, con này to thật đấy. Nhìn cái đuôi của nó dài chưa này. Nó lại còn đang há mồm nữa. Để tớ tóm vào cái đuôi này nhá. Bắt ở phía đuôi này được không nhỉ? Hay là bắt lên trên đuôi này? Ui, nó chạy mất rồi. Con này chạy nhanh thật đấy. Nó đậu ở cái cành cây này này. Phải thật nhẹ nhàng thôi. Bắt này. Ôi, nhìn dưới đất này mà xem. Sao vườn của mình hôm nay nhiều thằn lằn thế? Con này bé hơn con vừa lúc nãy. Bắt thằn lằn, các bạn phải đi thật là nhẹ nhàng thôi. Như tớ đây này. 1, 2, 3. Vô này. Người nhỏ nhỏ. Ui, đuôi dài đấy. Con này thì to hơn chút xíu. Đuôi cũng dài luôn. Nhưng mà màu hai con này các bạn để ý không? Một con màu xanh lá cây, một con thì màu nâu sậm. Được đấy. Mình phải gọi điện khoe với bạn nhím với em Cam mới được. Cam ơi, Trang à, chị bắt được con gì mới hay lắm. Này, nhím ơi, Cam ơi, tớ ở đây cơ mà. Ở đâu cơ? Ở đây. Ui, cậu bắt được cái gì đây? Con gì đấy chị Trang? Con này mà em Cam với bạn nhím không biết á. Nhìn cái đuôi của nó này. Ui, đuôi nó dài thế này chưa. Con này nó còn quấn cả vào tay cơ. Đây là con thằn lằn mẹ, còn đây là con thằn lằn con. Con này có đơn giản không chị Trang? Có chứ, em Cam có muốn sờ không? Này, em Cam sờ đi. Đấy, sờ nhẹ bạn đi thôi nha. Em Cam hãy nhìn xem, mồm của con thằn lằn này có rất nhiều các cái răng sắc nhọn. Nếu như mà em sờ vào mồm nó thì nó sẽ cắn em đấy. Hình như không phải đâu Trang ơi, cậu bảo. Sao lại không phải? Đây là con thằn lằn mẹ à? Đây là con thằn lằn con à? Đúng rồi. Thằn lằn mẹ thì phải to hơn cơ. Tớ đoán là đây là thằn lằn anh này, đây là thằn lằn em này. Hai con thằn lằn này đang dắt nhau đi chơi đấy. Thế cậu bắt được hai con thằn lằn này ở đâu đây? Tớ bắt được ở đâu còn lâu tớ mới nói. Hai anh em cậu cầm giúp tớ, để tớ ra lấy cái lồng nhốt hai con này lại. Đây, em Cam bé cầm giúp chị con thằn lằn em nha. Đấy, Cam cầm vào cổ. Không, con em này thân thiện, thân thiện. Cứ cầm nhẹ thôi, xong rồi, đúng rồi, cái tay em ôm hết cả ba người đó. Tay em ôm hết cả ui, con này nó còn biết nhảy nữa cơ các cậu ơi. Nó nhảy nhanh lắm đây. Tớ nghĩ là cậu phải đi ra phía đường kia đi. Cậu chặn một đầu, tớ chặn một đầu. Được rồi, nó ở đâu? Nó ở trước tay cậu đó. Ui, nó chạy mất rồi. Ui, con này chạy nhanh thật đó. Ui, nó chạy bên này. Nó chạy bên kia. Ui, nó lại trèo lên cây rồi. Nó nhảy sang tảng đá kia. Đây này, nó đang đậu trên tảng đá này. Thôi, thôi, nó chạy lên cành cây rồi. Đâu rồi, đây, đây, đây rồi. Bắt được chưa? Tớ bắt được nó rồi các cậu ơi. Oh yeah. Đây 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 đây, úi trời, úi rồi, úi rồi. À, con này nhá, dám chạy này. May quá, may mà tớ bắt được lại nó đấy nhá. Em Cam cầm chả khéo gì, Cam ra đây anh dẫn cầm. Nani? Ui, nó vừa cắn em rồi. Em không dám cầm nữa đâu. Thế thì thôi vậy, để tớ cầm thay cho em Cam cho. Thế cậu cầm nốt giúp tớ con này đi. Cầm này, mọi người phải cầm vào cái chỗ cổ này đấy, để cho nó không thể quay lại nó cắn mọi người được. Đấy, sau đó mình cầm, mình ôm hết cả vào cái chân này này này. Chân con này có móng vuốt cũng rất là sắc đấy. Nếu như cầm không cẩn thận là nó sẽ cào vào tay chảy máu đấy. Mấy con này là chưa được thuần thôi. Mình mà nuôi một thời gian là nó ngoan ngay. Đấy, con này nó đang định há mồm lên để nó cứ rình rình nó đớp vào tay tớ đây này. Cậu mau mau mang lồng ra đây đi. Lồng đến đây, lồng đến đây. Cậu đặt lồng xuống đây. Đấy, tớ đã chuẩn bị một cái lồng to như thế này để cho hai con này vào. Bây giờ sẽ mở cửa nhá. Mở cửa này. Cho vào trong này này. Cho cả con này vào trong này nữa này. Bây giờ sẽ là nhà của hai bạn thằn lằn ở trong này nhá. Ôi, bạn thằn lằn đang ở trên đây này. Đấy, đang đòi ra đấy. Uầy,
Có hai con này người thích thật đây các cậu ơi. Làm thú cưng thế này ấy, thì mới gọi là độc lạ chứ. Cái lồng này của tớ vẫn còn chưa xong đâu. Để cho các bạn thằn lằn này có một môi trường sống tốt thì chúng mình phải chuẩn bị những cái cành cây như thế này này. Bởi vì các bạn thằn lằn cậu biết làm sao không? Làm sao? Rất là thích leo trèo. Đấy, chúng mình sẽ để cái cành cây này vào bên trong để cho các bạn ấy leo lên nhá. Đấy, bạn ấy đang trèo lên đây này. Tớ biết rồi, mình sẽ làm sao cho giống môi trường tự nhiên nhất đúng không? Đúng rồi. Cái này thì để tớ. Mình sẽ bẻ bớt mấy cái cành dài dài quá đi các cậu ạ. Cho mấy cái cành ngắn ngắn thôi. Đấy, cái này là được rồi đấy. Sau đó mình sẽ mở cửa lồng ra nhá. Cho cành cây vào bên trong này. Đấy, cậu làm cẩn thận nhá. Không sổng mất như vừa nãy của em Cam là tớ bắt đền đấy. Không sợ, không sợ. Em Cam vừa nãy cầm không cẩn thận tẹo nào. Đấy, mình sẽ cho vào đây. Thế là các bạn ấy sẽ cực kỳ thích leo lên đây luôn. Đậy nắp lồng vào. Ui, thích chưa các cậu ơi. Chàng ơi, cậu bắt được hai con rồi. Thì cậu phải cho tớ một con đấy nha. Thôi, tớ lấy con to cũng được. Còn lâu, cho cậu con to nhất. Cậu ăn gì mà khôn thế? Con to này nó khỏe hơn mà nó cắn đau hơn đấy. Tớ lấy chẳng đẹp quá còn gì. Thôi được rồi, nếu mà cậu không thích cho con to thì cho tớ con nhỏ nhỏ kia cũng được. Con nhỏ về mai sau tớ nuôi nó lớn lên cũng đẹp hết. Ấy, không được. Tớ không cho cậu con nào được đâu. Cái con nhỏ này này là em của cái con to này. Hai anh em phải ở cùng nhau chứ. Làm sao mà tách ra được. Hai con này tớ vất vả lắm mới bắt được đấy. Cho cậu này cho cậu thế nào được. Rõ ràng cậu gọi tớ sang đây. Cậu bảo là có cái gì hay lắm. Tớ tưởng là cậu cho tớ thì tớ mới sang. Chứ tớ sang tớ còn cầm hộ cậu nhá. Xong vừa đấy một con nhỏ nó sổng ra ngoài. May mà có tớ tớ bắt lại được cho cậu ấy. Chứ không cậu mất rồi. Sổng ra. Sổng ra là tại hai anh em nhà cậu không cầm chắc đấy chứ. Chứ tại gì tớ. Nói chung là tớ không cho hai anh em nhà cậu đâu. Thôi tớ về đây. Này, sao đi về nhanh thế? Úi giời, các bạn Trang này, ăn độc thật đấy. Có hẳn hai con thằn lằn mà mình xin con bé cũng không cho. Đã thế, anh lấy cạn, đi ra vườn nhà mình cũng tìm thằn lằn. Các cậu ơi, nhìn kìa. Trên đây có một cái con gì màu cam cam ấy này. Màu đỏ đỏ. Đây là một con thằn lằn đấy. Em cam. Đi ra. Để anh sẽ tìm cách anh bắt nó nha. Bây giờ nó cao thế này thì mình làm sao mình trèo lên mình bắt được nhỉ? Hay là mình làm một cái gậy bắt nó đi. Cái con này nó to như thế này con nhà bạn Trang bé như cái ngón tay là cái gì đâu đúng không? Tớ sẽ dùng cái gậy này lại các cậu. Mình sẽ lừa nó vào cái dây này. Sau đó mình sẽ bắt nó. Đây nha, tớ sẽ thả từ từ cái vòng xuống này. Thật là nhẹ nhàng thôi, không là nó chạy mất đấy. Loài thằn lằn này nó chạy nhanh lắm. Nào thằn lằn ơi, từ từ thôi, chui vào đây. Ui con này to thế. Đấy, đừng chạy nha, nó phát hiện ra cái dây rồi. Nào, tiến lên một tí nữa đi. Tiến lên đi nào. Lên nào, con này nó còn thè lưỡi cơ. Nó chui xuống này. Đi lên. Lên nào. Đúng rồi, bỏ lên. Đây rồi, bắt được rồi nha. Cam ơi, lại đây mà xem này. Ui, anh bắt được con này to chưa? Đây rồi. Wow, nhìn này. Thật là nhẹ nhàng thôi, nó đang sợ. Ngoan nào. Uầy, con này đẹp thật đấy. Kéo ra đây xem nào, thả ra nhá. Các cậu thấy tớ siêu không? Bắt con này dễ ợt luôn. Ui, cái móng chân này của nó rất là sắc luôn. Rồi, tụt móng chân ra. Ok. Wow, nhìn này. Con này là con gì đây các cậu ơi? Nó to chưa? Ồ, từ dưới này nha, cái đuôi của nó lên tận trên này, trên tít, bên trên này luôn. Nhưng mà mình có thể vuốt ve nó này. Đấy, vuốt ve nó là nó ngoan luôn. Nó sợ luôn đấy. Con này chắc chắn là nó đang sợ mình đấy. Liệu con này có nuôi được không em Cam nhỉ? Chân người của nó này. Ưu. Nó còn đang bong ra ra. Cả ở chân này của nó nữa. Ôi, ở bên cái mèo này. Cái mèo nó còn đưa vào được cơ. Bây giờ mình sẽ mang con thằn lằn này của mình đến que bạn Trang. Cái tội không cho mình chơi với con thằn lằn nhà bạn Trang. Con này mình sẽ phải đặt tên cho nó. Tên cho nó là con gì nhỉ? Đây nó là một con, trông nó như kiểu là một con rồng ấy. Trông cực kỳ là ngầu luôn các cậu ạ. Theo như mình tìm hiểu ấy, cái con rồng của mình
nó cứ ăn cái gì cũng được, ăn rau thôi. Đây này, mình sẽ ra đồng mình hái những cái ngọn rau muống này thật nhỏ này này, thật non này. Cái con rồng của mình ấy, nó là loài gọi là ăn chay, nó ăn rau này, ăn củ này, ăn cả quả nữa. Quả ổi này, quả mít này, quả táo của nó cũng ăn luôn. Rau thì mình cứ hái đi ra đồng mình hái rau muống này. Em Cam kiếm đâu ra củ cà rốt? Wow, được đấy, được đấy. Cái con rồng á, nó cũng thích ăn cà rốt lắm. Bây giờ anh em mình lên chuẩn bị thức ăn cho nó đi. Có rau muống rồi, mình sẽ thái thêm cho con rồng của mình một ít cà rốt nha. Cái con rồng của mình ý, màu á nó đỏ trông như màu cà rốt này luôn. Thế này là chắc chắn là nó sẽ cực thích ăn cà rốt thế này. Cho nó nhiều nhiều một chút. Rồi, mỗi ngày cứ chuẩn bị một đĩa rau như thế này là nó sẽ rất thích đây. Nhìn kia, để xem cho nó ăn cái gì trước nào. À, nó ăn cà rốt kìa. Nó ăn cả rau nữa kìa. Đúng rồi, con này nó thích ăn cà rốt nhất. Sau đó rồi nó ăn cả rau luôn, nhất là rau muống đấy. Bây giờ bọn mình sẽ bắt con rồng này ra chơi nhé các cậu nha. Mím ơi, Cam ơi, không ổn rồi. Không ổn cái gì, sao lại khóc hu hu như thế? Các cậu giúp tớ với, đi tìm giúp tớ hai con thằn lằn này với. Bây giờ tớ không thấy nó ở trong chuồng này nữa. Cái gì cơ? Thằn lằn của cậu à? Đúng rồi, chúng rồng đi mất rồi các bạn ơi. Trong chuồng này làm gì có con gì đâu. Thế thì tớ mới bảo là hai cậu đi tìm giúp tớ. Ui giời ơi, tìm giúp cậu à? No. Hôm trước đây tớ xin cậu một con nhỏ, cậu có cho đâu. Ui, cậu nói cái gì cơ? Hai cậu không có ý định giúp tớ. Mà hôm đấy hai anh em nhà tớ đi về bắt được một con thằn lằn nó to phải lắm, chục lần con thằn lằn của cậu. Thế nên bây giờ bọn tớ không quan tâm hai con thằn lằn của cậu đâu, cậu đi về đi. Thằn lằn to hơn thằn lằn của tớ ấy. Cậu nói điêu. Được rồi, đây anh nhìn bắt được một con rồng. Rồng á? Rồng làm gì có thật? Đây này, cậu nhìn thấy chưa? Ui, con gì vậy? Nó là con rồng đấy. Con rồng á? Đà, nhìn này, nó còn... Eo, sao con này nó có màu cam vậy? Thế nó mới đẹp, con này gọi là con rồng lửa đấy. Ui, sao mắt nó cứ lim dim vậy? Con này bị đau mắt à? Nó thích vuốt ve, đây này, tớ vuốt ve là nó sẽ nhắm mắt vào, kiểu như con chó mít ấy. Con này mới là con thú cưng. Nhưng mà con này nó có cắn không? Nó có ghê như con thằn lằn của tớ không? Con này là người lạ là nó cũng cắn đấy. Cậu đừng có mà... Đấy chưa, nó bắt đầu nó thè lưỡi ra đây. Ô, thế nhưng mà con này của cậu nó cũng thích đứng trên cành cây như thế này à? Mấy cái loài thằn lằn bò sát này con nào cũng thích đứng ở trên cây này hết này. Đấy, đứng yên, ngoan. Con này của tớ mai sau khi mà nó quen nhà rồi tớ thả nó ra như con chó mít luôn. Cứ thả nó ra, nó cũng không bao giờ nó chạy như kiểu con thằn lằn nhỏ nhỏ của cậu đâu. Amazing. Đúng không? Gật đầu nào. Thế nhưng mà Nhím ơi, cái con này của cậu sau này nó còn có to ra được nữa không? Hay nó chỉ bé bé như thế này thôi? Cái con này của tớ mai sau nó to còn hơn cả em Cam ấy. Nó dài còn hơn cả em Cam, nó dài được gần 2 mét cơ. Bây giờ nó mới là con thôi, chứ mai sau nó to khổng lồ như thế này luôn. Ui, thật đúng rồi, vì sao nó trông nhà đã thấy mới gọi là con rồng chứ nếu mà nó nhỏ thì nó đã gọi là con thằn lằn. Ui, thích thế. Tớ cũng thích có một cái con rồng Nam Mỹ như thế này giống của cậu. Hay là cậu cho tớ mượn một hôm đi. Ơi, không được, con này của tớ nó còn chưa thuần hẳn đâu. Bây giờ nó chỉ nghe lời tớ thôi, mỗi mình tớ mới vuốt ve được nó thôi. Chứ còn các cậu mà động vào có khi nó lại đứng vào đấy. Đấy, em Cam nó cũng bắt đầu nó quen em Cam rồi đấy. Vuốt là mình phải vuốt ở trên chỗ mắt của nó đây này, chỗ đầu của nó đây này. Thế này thì nó mới thích. Thế con này trên lưng của nó còn có nhiều gai lắm. Như kiểu là con Godzilla ấy. Ui, cậu nói tớ mới để ý đấy. Trên lưng nó kìa, rất nhiều những cái gai sắc nhọn như kiểu xương rồng luôn. Đau vậy? Nó sắc thật sự luôn các bạn ạ.
Đây là gai kiểu như khi nào mà nó gặp nguy hiểm ấy là nó sẽ dựng lên để là kiểu như là nó tấn công kẻ thù đúng không? Gọi là à, để nó tự phô trương, phô trương sức mạnh với kẻ thù. À lại còn phô trương cơ à? Cái con rồng Nam Mỹ này của cậu nó bẩn thật đấy. Làm sao nó bẩn? Cậu không tắm cho nó à? Nhìn này, trên cái đầu của nó đầy các cái vảy gì màu trắng trắng như kiểu da chết ấy. Cả phần bên hông mấy dưới đuôi này, cái phần trắng trắng này, yêu ơi, con này ở bẩn, ở bẩn. Không được đánh rồng của tớ đấy chưa, nó lườm cậu đấy. Nó định làm gì vậy? Nó có tấn công tớ không? Không phải là nó ở bẩn đâu, cái loài bò sát này này là chúng cứ một thời gian là chúng sẽ lột da. Cái hôm lúc đầu tớ mới bắt ý, cả da chân nha, da người của nó cơ, nó còn bong 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 ra, nó như kiểu là da con rắn ấy. Đây này. Thế nhưng mà nó bong da để làm gì vậy cậu? Để nó lớn lên chứ còn làm gì nữa. À, kiểu dạng như là nó thay da nó lớn lên ấy. Đúng rồi. Nó đây. Lột da như con rắn đúng không? Đúng rồi, mình nha, mình có thể giúp đỡ nó bằng cách mình bóc 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 này. Em Cam, lên đây, đứng lên. Đấy, em Cam bóc cái da ở trên đầu nó ra đây này. Đấy, bóc nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà bóc thế nó có đau không? Ừ. Tất nhiên là không đau rồi, những cái da này nó sắp bong ra rồi mà. Đây là tớ phải bóc giúp cho nó này. Đấy, những cái chỗ trên đầu này nó hơi khó ra bởi vì nó có nhiều vảy với nhiều sừng này. Đấy, tớ sẽ bóc ra cho nó. Ok, let's go. Thấy chưa? Em Cam ơi, chỗ này có một mảng ở đuôi này, em Cam bóc ra. Đấy, em Cam bóc nhẹ nhàng thôi nhá. Bóc đấy, bóc cái mảng đấy ra. Đấy, đúng rồi, kéo ra nó ra. Rồi, kéo nó ra. Đấy, cái mảng đấy nó còn chưa ra được hết. Đấy, em Cam kéo đi. Ui, yêu ơi, trông giống da con rắn thật sự luôn các bạn ạ. Đấy. Kia, cẩn thận. Bóc như này như kiểu là mình bóc sticker nhỉ em Cam nhỉ. Công nhận thật đấy. Đây này, đấy chưa. Da nó còn có màu vàng vàng cơ. Em Cam bóc nó ra đi. Nhìn cái mảnh đùi này. Ui, nó dần như đúng là da của một con rắn luôn vậy. Trên người của nó còn có vảy cơ. Đấy em Cam, còn một tí này em Cam bóc nó đi. Cái vảy bé tí thì ti luôn. Đẹp thật đấy. Thú cưng á thì phải như cái con này ấy, chứ ai như mấy cái con của cậu ấy. Mấy cái con của cậu á chỉ là mấy cái con thằn lằn ở bên ngoài thôi. Nhưng mà bụng của nó có màu khác cái phần lưng của nó à. Bụng của nó có màu xanh đấy. Úp, nó đi đâu thế? Nó đang đi chơi. Ồ, hình như nó bắt đầu quen rồi đấy đúng không? Đúng rồi. Nó đang khám phá xung quanh đó. Bình thường là tớ sẽ thả dần nó ra bên ngoài để cho nó có thể đi chơi được đây. Ui, thích thật đấy. Tớ không chịu đâu. Về nhà tớ cũng phải kiếm một con rồng như hai anh em nhà cậu để nuôi mới được. Ngầu thật đấy.